Hello cả nhà. Hôm nay em có mặt tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn của anh Khương Dưa. Em sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị mình nha. Hôm nay là chủ nhật ha. Đó bà con đến nè. Quá trời. Cô chú anh chị mình vô là vé 90k. Được một phần nước. Muốn uống cái gì uống nha. Phần nước nè, bà con này quá trời luôn. Bắp. Đây là điểm bán vé ở đây. Chỗ này là chỗ bán vé nè. Chỗ này là bán vé bà con. Bên kia có khu trò chơi nữa hả? Quá trò chơi thiếu nhi nữa nha. Dẫn ăn nít tới là cô chú anh chị mình dẫn vô đó là có trò chơi thiếu nhi luôn. Quá trời. Quá trời. Đây cái này là mấy ngàn khán giả ta. Quá trời. Và còn quá đông luôn. Cái này là khoảng mấy ngàn ghế ta? Ngàn ghế không? Không tới hả? Mấy trăm hả? 600. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Lọt cho 12 đi. 2, 12 là 24 á. 24 là 24 ghế. Qua để cái đường đi ở giữa rộng quá hả? Đây có bắp rang bơ. Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn 113 Nguyễn Hữu Trí. Khu phố 5 thị trấn Tân Túc. Quà thơm. Thơm quá. Bắp rang bơ. Bà con cũng đến giờ cũng hơn một nửa rồi. 7 giờ. 7 giờ hát hả ta? 7 giờ hát nè. Quá trời đông. Đông quá trời. Sáu trăm ghế. Trời, ông hai lúa. Đây là quán uống sữa trà trời ông hai lúa. Trời ơi, ông hai lúa đầu tiên. Bà con nè, quá trời ha. Vô xếp hàng. Trước kia vẫn là anh Khương Dừa. Cô chú anh chị đó, anh Khương Dừa nha. Trời. Trời anh Tư ếch. Quá trời. Quá trời bà con. Này bà con đến rất là đông. Tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Trời anh Tư ếch.
tối nay có những nghệ sĩ như Kim Tiểu Long, Kim Tiểu, chưa Kim Tiểu Long tới. À hồi nãy mấy người ba người kia cũng đợi Kim Tiểu Long đó. Đi quay cho. Đi vô đúng không? Đâu có đường nào nữa đâu phải không? Đường này. Xa đi lắm, ngày nào cũng đi quay vòng đó. Đi ra là cũng đi vòng quanh. Phúc Khang cũng đi vòng vòng vậy hả? Đi chạy. Ủa Phúc Khang mới đây đâu mà. bà con quá đông nha. Hội quán ngôi sao miệt vườn. Nè, chưa đông lắm hả? Tới 8 giờ 7 giờ. Đây 7 giờ mới hát. Trong vẫn là anh Cương Dừa đang đứng mấy trăm nha. Đây có ăn có uống đầy đủ luôn, thức ăn đồ luôn. View đẹp. View đẹp. Hội quán ngôi sao miệt vườn. Quá trời. Nguyễn Hữu Trí, huyện Bình Chánh.